Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lạy Danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, vào ngày 14 tháng 12 năm 2012, trước ngày lễ Giáng sinh chỉ có một tuần, đã xảy ra một cuộc thảm sát tại trường học Connecticut ở Handicoot ở nước Mỹ, một trường với danh tiếng rất là tốt, thì một tên khủng bố đã dùng súng để thảm sát. Lúc bấy giờ ở trường có khoảng 600 học sinh cùng với 25 giáo viên. Tên khủng bố đã giết chết 27 người, trong đó 6 giáo viên và khoảng 20 em học sinh, lứa tuổi từ 5 cho tới 12 tuổi. Số học sinh chắc chắn sẽ tăng lên, không chỉ dừng lại 27 người. Nhưng nhờ có một cô giáo đã lanh trí, sau khi để cho các cô giáo khác lùa các em vào một trong cái hội trường, thì cô giáo này đã dẫn tên khủng bố vào một phòng khác. Và khi biết rằng cô giáo này bị lừa, cho nên tên khủng bố đã lập tức xả súng vào chính cô giáo này. Cũng nhờ đó mà cảnh sát đã tới kịp và hạ gục tên khủng bố, và vì thế cũng đã giảm bớt con số tử vong. Nếu không, không chỉ dừng lại 27 người. Nêu lên một câu chuyện có thật để tôi minh họa cho phụng vụ lời Chúa hôm nay. Khi Chúa Giêsu đã nói trong tin mừng hôm nay: Tôi là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành là mục tử rất tốt, mục tử có cái tâm và luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên. Vì thế tin mừng cho chúng ta hai đặc tính của người mục tử nhân lành. Thứ nhất, người mục tử nhân lành là mục tử hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc đời yêu thương, người đến với những người tội lỗi, chăm sóc những người bệnh tật và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì nhân loại. Cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập giá để cho thấy rằng đỉnh cao của tình yêu của người mục tử hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Và người đã từng nói với các tông đồ rằng không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng, không chỉ tuyên xưng, mà còn dấn trùm chính cuộc đời của Ngài để minh chứng điều này. Điều thứ hai, đặc tính người mục tử nhân lành là biết các đàn chiên của mình.
Chúa Giêsu đã nói: "Tôi là một tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi." Chữ biết trong Kinh Thánh không dừng lại biết như một thông tin. Tôi biết tên, tôi biết nhà cửa, tôi biết anh đó là ai, con cái bao nhiêu, gia đình thế nào. Chữ biết đây không chỉ dừng lại về biết khía cạnh tâm lý. Tôi biết anh đó thích cái gì, tôi biết chị đó ghét cái gì, tôi biết đó chị đó cá tính như thế nào. Nhưng chữ biết trong Kinh Thánh là biết thấu đáo, là nên một. Vì thế chính Đức Maria cũng đã trả lời với thần sứ Gabriel rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng." Cho nên chữ biết là trong Kinh Thánh là biết cảm thông, biết thấu đáo, biết nỗi lòng, biết tâm tư. Chúa Giêsu sau khi phục sinh, Ngài đã hiện ra với từng môn đệ và với các môn đệ người, và từng người trước đó đầy khác nhau. Đối với Thánh Gioan, Thánh Gioan chỉ nhận ra khăn xếp liệm mà đã nhận ra và đã tin. Đối với Thánh Phêrô, người phải dùng mẻ cá lạ lùng, và Thánh Phêrô mới nhận ra Chúa Giêsu. Đối với Thánh Tôma, người phải hiện ra và đưa những vết chân, vết thương trên tay, trên chân, cạnh sườn, Thánh Tôma mới tin. Đối với Thánh nữ Maria Magdalena, người phải kêu tên Maria, lúc đấy bà mới nhận ra Chúa Giêsu. Đối với hai môn đệ trên đường Emmau, người phải giải thích sách bánh và làm cử chỉ bẻ bánh, họ đã mở mắt và nhận ra Chúa Giêsu. Như vậy để minh chứng rằng Chúa Giêsu là một tử biết các chiên của người, và những người chiên đó cũng biết người. Biết để thông cảm, biết để yêu thương, để tha thứ, để đùm bọc. Và vì thế, hai đặc tính mà Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta: người một tử nhân lành là một tử hy sinh vì đàn chiên và biết các đàn chiên của mình. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu, người là một tử nhân lành. Vì thế đừng tìm những tiếng khác, những tiếng lạ đôi khi lôi kéo chúng ta ra khỏi đàn chiên này. Chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ phải đối diện với những tiếng lạ khác. Những tiếng lạ này đôi khi hấp dẫn hơn, làm cho chúng ta mê muội, làm cho chúng ta phải xa rời chính lương tâm, chính tiếng nói của Chúa. Ngày hôm qua trên đài FBC cũng đã tường thuật lại hai ngày trước đó, ở tại một câu lạc bộ quán bar ở Bến Tre, công an đã bắt khoảng 100 người, trong đó đa số là các bạn trẻ, và xét nghiệm ra khoảng 57 người bị dương tính do dùng chất kích thích và thuốc lắc. Thì trong đó có một người vi phạm lần đầu tiên thử thuốc lắc, thì anh ta mới nói rằng: "Tôi nghe bạn nói rằng cái thuốc lắc này rất phê, vì thế tôi muốn thử phê cỡ nào." Không ngờ phê thật, và điều đó đã gây ra một sự tác hại. Thì ông ta cũng đã nói rằng: "Giá mà tôi đừng biết, giá mà đừng biết." Quả thật chúng ta vẫn thường thấy câu khẩu hiệu: đừng thử dù chỉ biết một lần. Cho nên có những cái biết chúng ta đáng lẽ phải biết mà lại không biết. Đó là hãy biết Kinh Thánh, hãy biết giáo lý của Chúa, hãy biết Chúa, hãy biết yêu thương, hãy biết chăm sóc và đến với nhau. Nhưng chúng ta lại muốn tìm cái biết khác, những cái biết lôi kéo chúng ta ra khỏi đàn chiên. Vì thế chúng ta xin Chúa Giêsu, đấng một tử nhân lành, đấng mà chúng ta thấy đã muốn trở nên chúng ta nên một, đấng mà Chúa Cha đã muốn yêu thương và ban cho chúng ta, như lời thư của Thánh thứ nhất Thánh Gioan trong bài đọc 2: "Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thật sự là con Thiên Chúa. Nếu chúng ta đã là con Thiên Chúa nên một với người, thì chúng ta muốn hưởng hạnh phúc với người không gì khác hơn phải biết Chúa Giêsu, biết Kinh Thánh,
Như Thánh Geronimo đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Nếu như chúng ta không biết điều này thì thế gian sẽ làm cho chúng ta biết điều khác. Và vì thế Thánh Gioan còn nói tiếp, sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta vì thế gian không nhận biết người. Và vì thế chúng ta được mời gọi biết Chúa Giê-xu và thuộc về một đàn chiên là cùng một hội thánh. Điều thứ hai, chúng ta cũng được mời gọi trở nên người mục tử nhân lành như Chúa Giê-xu. Mỗi người chúng ta trong gia đình là người cha, là một người mẹ, một người anh, thì chúng ta phải trở nên cũng là một mục tử chăm sóc con cái. Vợ chồng chăm sóc nhau, anh chị em yêu thương chăm sóc nhau và bảo vệ cho nhau. Chúng ta sẽ không phải đối diện với sự dữ hay những tên khủng bố đã xả súng vào ngôi trường tại Mỹ, nhưng chúng ta sẽ phải gặp phải những sự xả súng của thế giới vật chất, những cái sự đam mê ngày hôm nay đang lôi kéo người nhà chúng ta ra khỏi cái nền tảng đạo đức. Những cuộc nghiện xì ke, nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện game, đó là những cái thứ súng vô hình, nó bắn giết chết người thân chúng ta dần 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 dần. Cho nên chúng ta là người mục tử nhân lành, phải cố gắng bảo vệ, che chở bằng cách để chúng ta khuyên nhủ nhau, cầu nguyện cho nhau, yêu thương cho nhau. Người mục tử nhân lành không tiếc thời gian, không tiếc mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên của mình, như cô giáo sẵn sàng để bảo vệ cho các em, và hơn như Chúa Giê-xu đã bảo vệ nhân loại để che chắn những sự xả súng của sự dữ vào nhân loại. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, hãy làm một mục tử nhân lành cho chính người nhà chúng ta, hoặc là chúng ta làm một mục tử cho các cộng đoàn mà chúng ta tham dự, yêu thương chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau. Đó cũng là hình ảnh của một người mục tử nhân lành. Xin cho tất cả chúng ta khi tham dự ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng biết trở nên một người mục tử như Chúa Giê-xu, hy sinh mạng sống mình vì người thân yêu chúng ta, và cũng sẵn sàng để chúng ta biết, thông cảm từng người trong gia đình, để loại trừ đi những bóng tối không cần thiết đang phá nát trong nền tảng đạo đức, trong lương tâm của con người. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội, cho có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, vì cánh đồng truyền giáo còn rất bao la, nhưng thợ gặt vẫn còn thiếu. Những thợ gặt đây là những thợ gặt lành nghề, không phải vì số lượng, nhưng phải là những chất lượng, những người mục tử noi gương Chúa Giê-xu, cũng biết hy sinh, phục vụ tha nhân trong tinh thần vô vị lợi, và sẵn sàng để dạy dỗ, để hướng dẫn, để đồng hành, hầu cho mọi người nhận biết một Chúa Giê-xu đấng yêu thương nhân loại, một Thiên Chúa sẵn sàng hy sinh vì nhân loại. Xin tình yêu Chúa Giê-xu luôn ở cùng chúng ta. Amen.